một nam thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long đã cầm dao đi vào nhà, kề vào cổ đe dọa cướp sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ đang ở một mình. Nam thanh niên táo tợn này là Trần Thanh Tùng, 28 tuổi, ở phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tùng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào lúc 12 giờ ngày 26 tháng 9, bà Lý Hồng Nga, 50 tuổi, ở phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, đang ngồi bên hiên nhà để gói bánh, thì bị một nam thanh niên lạ mặt từ phía sau kề dao vào cổ yêu cầu bà đưa hết vàng và tiền. Bà Nga chưa kịp hoàng hồn thì bị thanh niên này giật đứt sợi dây chuyền vàng trị giá 10 triệu đồng đang đeo trên cổ của bà Nga rồi bỏ chạy. Bà Nga tri hô và đuổi theo nhưng không kịp nên đến công an phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long trình báo vụ việc. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định người thực hiện hành vi này là Trần Thanh Tùng nên truy bắt. Đến sáng 27 tháng 9, nghe thấy công an đang truy tìm mình, biết không thể trốn được nên Tùng đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do bị chủ nợ đòi tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi cướp được sợi dây chuyền, Tùng đem bán tại một tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, được 7,4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.